Đó là buổi dã ngoại lãng mạn nhất của em á. Trời ơi, công viên ai cho đốt lửa vậy? Ôi gì đó, vô vô vô. Quá đen. Chỗ công viên đốt lửa hết. Nè, anh về nha. Em lên nhà đi. Ngày mai anh qua đón em. Ngày mai mình sẽ có một buổi dạo ngoài thật là vui. Thôi anh đi trước đi. Em muốn tiễn anh, muốn nhìn thấy anh đi. Không sao đâu, em lên nhà trước đi. Anh đi trước đi. Lên nhà trước đi mà. Anh đi trước đi. Tép sấy nè, điện thoại. Dạ alo, em nghe thầy Quyền ơi. Cô Hiền đó hả? Cái bản báo cáo tôi giao cô làm đến đâu rồi? Tôi thì không có ý dục cô, tôi chỉ hỏi cho yên tâm mà thôi. Dạ thứ hai em nộp cho thầy nha thầy. Vậy là tôi có thể tin tưởng cô phải không? Chắc chắn là cô sẽ không noi theo gương thầy Phúc trung thực của chúng ta ha. Em nói thiệt, em hứa chắc chắn luôn á thầy. Thứ hai em nộp cho thầy. Anh nghe nè. Anh ơi, anh thích ăn bò hay ăn gà? Ăn bánh mì sandwich hay là bánh mì thường vậy? Anh ăn gì cũng được, anh dễ nuôi lắm. Dạ, tụi mình có bánh mì hai loại nè. Xúc xích thì ba gói, thịt xiên, heo, bò, gà đủ hết trơn á. Hoa quả thì em mua táo, này, lê này, cam này, quá trời quá đất luôn. Lần đầu tiên mà em được đi chơi dã ngoại rồi nướng đồ ăn vậy á. Chắc là vui lắm á anh ha. Anh có thấy vậy không? Anh Phúc. Alo. Anh có đang nghe em nói không vậy? Anh nghe. Chắc vui lắm. Mà có cần anh chuẩn bị gì không? Không, anh không có cần phải chuẩn bị gì hết. Tại vì em đã chuẩn bị hết rồi. Việc của anh á là anh chỉ cần qua đây, anh đón em thôi. Vậy nha. Lãng mạn quá à. Ngài làm gì vậy? Hả? Làm gì ngồi chung mỏ vậy? Đâu có làm gì đâu. Nãy uống cà phê bị dính răng quá. Giờ bà chưa đi nữa hả? Tôi chiều tối tôi mới đi lận. Ủa mà bà không có ở nhà hả? Không, bây giờ tôi đi liền nè. Tại vì đạo diễn kêu tôi lên tập gấp. Thôi tôi đi nha, bà đi cho vui vẻ nha. Bye bye bà. Ủa em, còn than không? Chừng này than sao nướng chín đồ ăn được? Dạ còn, em để trong giỏ. Ủa còn đâu? Hả? Anh thôi được rồi nè. Dạ em nhóm lửa đi, để em qua kia xin than kìa. Nhóm lửa hả? Dạ.
sẽ được mớ than luôn nè. Em cũng nhóm lửa được rồi nè. Giỏi quá ta, chuẩn bị nướng hả? Hên ghê. Gì vậy? Anh làm gì nhìn em chằm chằm vậy? Nè, coi đi. Chết rồi, mình bị vậy từ hồi nào vậy? Chết rồi, bộ mặt em dính nhiều lắm hả anh? Ý, anh chơi mặt cho mình nè, dễ thương quá à. Ăn được rồi đó. Dạ. Sao không ăn đi? À. À. Ngon. Hai viên ra. Hai viên ra cháy thịt hết bây giờ. Nè, hai viên ra. Quát. Đây là một cuộc picnic vui vẻ và ý nghĩa nhất. Em cũng vậy. Đây là buổi dã ngoại lãng mạn nhất của em á. Trời ơi, công viên ai cho đốt lửa vậy? Ôi gì đó, con vô, con vô. Quá đen. Chỗ công viên đốt lên hết. Sống ngay dù bao mùa, một đêm đèn ở phía trước nhìn trong nhớ ra.